vị đang theo dõi bản tin doanh nghiệp và hội nhập của truyền hình Báo Pháp Luật Việt Nam được phát trên kênh truyền hình Pháp Luật Việt Nam tại địa chỉ www.tvpháp luật.vn. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình trên kênh fanpage và kênh YouTube của truyền hình Báo Pháp Luật Việt Nam. Thưa quý vị, bản tin doanh nghiệp và hội nhập do Tập đoàn Đầu tư Thành Tựu phối hợp cùng với truyền hình Báo Pháp Luật Việt Nam thực hiện. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Ngân hàng Bắc Á lãi suất cao nhất tháng 4 năm 2021. Vinamilk tiến 6 bậc trong top 50 công ty sữa hàng đầu thế giới. Pan Group, cổ đông sở hữu 25.000 cổ phiếu Pan trở lên, được tặng 100 kg gạo và 12 chai nước mắm. Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trái luật, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Alifaco dính đòn. Thưa quý vị, Ngân hàng Bắc Á hay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á thuộc top 5 ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam. Hơn 26 năm hoạt động, Ngân hàng Bắc Á đã có những bước tăng trưởng phát triển và đạt được những thành tựu cũng như nhận được những giải thưởng danh giá. Hiện nay, theo cập nhật mới nhất của chúng tôi, lãi suất huy động cao nhất hiện nay tại Bắc Á Bank đang được triển khai ở mức 6,5% trên một năm dành cho các kỳ hạn 18 đến 36 tháng lĩnh lãi cuối kỳ. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á đã công bố biểu lãi suất. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á đã công bố biểu lãi suất tiết kiệm mới nhất cho tháng 4 này và nhìn chung không đổi so với đầu tháng trước. Do đó, khung lãi suất tiền gửi tiết kiệm dưới hình thức lãi cuối kỳ được duy trì trong khoảng từ 3,6% một năm đến 6,5% một năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng. Theo đó, lãi suất huy động tại các kỳ hạn trong phạm vi từ 1 tháng đến 5 tháng đồng loạt niêm yết ở mức là 3,6% một năm. Với lãi suất Ngân hàng Bắc Á dành cho kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng được ấn định lãi suất chung là 5,7% một năm, trong khi đó kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng được quy định cùng lãi suất là 5,8% một năm. Các khoản tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 10 và 11 tháng hiện đang được áp dụng lãi suất 5,9% một năm. Riêng kỳ hạn 12 tháng có lãi suất triển khai tại Bắc Á Bank ở mức là 6,2% một năm. Cũng trong tháng 4 này, khi khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại các kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng sẽ được hưởng chung lãi suất là 6,4% một năm. Còn với các kỳ hạn dài từ 18 đến 36 tháng được niêm yết cùng mức lãi suất là 6,5% một năm. Riêng với các khoản tiền gửi có kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tuần hoặc tiền gửi không kỳ hạn tiếp tục duy trì chung lãi suất không đổi là 0,2% một năm. Ngoài ra, Ngân hàng Bắc Á cũng đang áp dụng thêm hai hình thức lĩnh lãi khác là lĩnh lãi hàng tháng với khung lãi suất từ 3,5% một năm đến 6,3% một năm và lĩnh lãi hàng quý với lãi suất được quy định trong khoảng 5,55% một năm đến 6,35% một năm. Khung lãi suất tiền gửi tại hai hình thức này cũng được giữ nguyên tương tự với hình thức tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ. Qua khảo sát, lãi suất cao nhất được áp dụng tại Ngân hàng Bắc Á hiện là 6,5% một năm, dành cho các khoản tiền gửi bằng Việt Nam đồng có kỳ hạn dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ từ 18 đến 36 tháng. Thưa quý vị, trong nỗ lực vươn lên các thứ hạng cao hơn trên bản đồ ngành sữa thế giới, thì Vinamilk vừa tiến lên thứ 37 từ vị trí 43 vào năm 2020 trong danh sách 50 công ty sữa có doanh thu cao nhất thế giới, theo thống kê của Clemson, Anh. Vinamilk là công ty duy nhất của Đông Nam Á lọt top 50 công ty sữa hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng của công ty hàng đầu trong lĩnh vực phân tích tài chính đa ngành trên phạm vi toàn cầu có trụ sở tại Anh công bố tháng 3 cho thấy với doanh thu 59.723 tỷ đồng. Thời gian qua, Vinamilk cũng liên tục giới thiệu các sản phẩm mới đến người tiêu dùng như sữa tươi 100% Vinamilk Green Farm, sữa tươi có chứa tổ yến, nước trái cây cao cấp Fruit Love, sữa trái cây Hero. Liên tiếp cho ra thị trường những sản phẩm mới, chất lượng, đáp ứng nhiều nhu cầu về dinh dưỡng đã giúp Vinamilk được Kantar World Panel đánh giá là thương hiệu sữa được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất năm thứ 8 liên tiếp. Báo cáo từ Nielsen cũng cho thấy Vinamilk dẫn đầu thị trường sữa trong nước ở các phân khúc chính như sữa nước, sữa bột, sữa đặc. Vinamilk còn đưa ra các sản phẩm đến 56 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng kim ngạch đạt hơn 2,4 tỷ đô la. Từ năm 2017 đến nay, doanh thu đến từ hoạt động xuất khẩu liên tục ghi nhận sự tăng trưởng, song song việc mở rộng thêm các thị trường xuất khẩu mới. Năm 2020, dù gặp khó khăn vì Covid, nhưng doanh thu của công ty vẫn tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2019 và 17% so với năm 2017, giúp nâng 6 bậc trên bản đồ ngành sữa thế giới. Theo thống kê mới nhất, quý 1 năm 2021, doanh thu xuất khẩu của Vinamilk dự kiến đạt mức tăng trưởng hơn 8% so với cùng kỳ. Là doanh nghiệp có thứ hạng cao trên bản đồ sữa thế giới, Vinamilk xác định quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững sẽ là hướng đi được đẩy mạnh trong tương lai. Trong đó, chiến lược phát triển bền vững sẽ được Vinamilk xây dựng để hướng đến việc đảm bảo các giá trị bền vững cho kinh tế, xã hội và môi trường. Thưa quý vị, cổ đông, những người chủ thật sự của công ty cần được thụ hưởng những sản phẩm của mình. Đó chính là phương châm của Pan Group trong chiến lược quà tặng của mình. Theo đó, từ năm 2021, dựa trên danh sách cổ đông có quyền dự đại hội cổ đông do Trung tâm Lưu ký cấp,
tập đoàn sẽ gửi tặng mỗi cổ đông sở hữu 25.000 cổ phiếu PAN trở lên, 100kg gạo cùng 12 chai nước mắm 584 Nha Trang. Đây cũng là một hình thức để các cổ đông được dùng, thử nghiệm và đánh giá các sản phẩm của PAN cũng như là một hình thức quảng bá cho các sản phẩm của PAN. Bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng Giám đốc PAN Group cho biết, gạo ST25 Vichaypearl, Ban Mai cùng nước mắm truyền thống 584 Nha Trang là những sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm chất lượng cao của tập đoàn PAN hiện đang được người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá cao. Với tấm lòng chân thành đắt hơn mọi giá trị vật chất, chúng tôi hy vọng sẽ mang lại những cảm xúc thật đặc biệt đến với quý vị. Năm 2020, tập đoàn PAN gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 bùng phát, cao điểm vào 6 tháng đầu năm, cộng thêm tác động lớn từ hạn mặn kỷ lục tại đồng bằng sông Cửu Long và lũ lụt miền Trung. Tuy nhiên, nhờ thành công trong chống dịch của chính phủ cùng sự chủ động trong điều phối của tập đoàn và nỗ lực từ các đơn vị thành viên, tập đoàn vẫn vượt kế hoạch tại hầu hết các chỉ tiêu chính. Năm 2021, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 10.025 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 419 tỷ đồng, tăng 25,8% so với thực hiện năm 2020, cổ tức 5%. Bank Group cũng là công ty tiên phong chuyển sàn sang Hà Nội để giảm tải tắc nghẽn hệ thống host. Thưa quý vị, mới đây, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 09/QĐ-XBV-BHC đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Alifaco về hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Poca với số tiền phạt 50 triệu đồng và buộc tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm, cải chính thông tin theo quy định. Cục An toàn Thực phẩm nhận được phản ánh qua đường dây nóng và đã xác minh phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Alifaco quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Poca vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm. Ngày 5 tháng 4 năm 2021, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 09/QĐ-XBV-BHC đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Alifaco về hành vi vi phạm quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Poca trên các website www.viensui.com/boca.com và www.viensuiboca.work gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh với số tiền phạt là 50 triệu đồng. Các chuyên gia y tế đã khuyến cáo các loại thực phẩm chức năng chỉ có tác dụng hỗ trợ, bổ trợ sức khỏe chứ không thể điều trị bệnh. Việc hiểu lầm đó là thuốc chữa trị bệnh sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng khi nhầm lẫn giữa thuốc và thực phẩm chức năng, đặc biệt sẽ khiến cho việc chữa trị của người bệnh bị kéo dài và gây ra những hậu quả khó lường. Khoản 15 điều 6 luật dược 105/2016/QH13 cũng quy định cấm thông tin quảng cáo tiếp thị kê đơn tư vấn ghi nhãn hướng dẫn sử dụng có nội dung dùng để phòng bệnh chữa bệnh chẩn đoán bệnh điều trị bệnh giảm nhẹ bệnh điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người đối với sản phẩm không phải là thuốc trừ trang thiết bị y tế theo quy định tại điểm b khoản 4 điều 70 của nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với cá nhân và mức phạt tiền của tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân, đồng thời phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm buộc cải chính thông tin. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, thuốc lá, rượu ngoại phải được dán tem điện tử trước khi nhập về Việt Nam. Theo thông tư, tem điện tử là tem có dấu hiệu nhận biết bằng mắt thường và có chứa đựng các thông tin dữ liệu điện tử, được kích hoạt tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Tổng thuế, Tổng cục Hải quan để phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, thuốc lá, rượu đều phải được dán tem điện tử. Cụ thể, mỗi bao thuốc lá được dán một con tem điện tử, trường hợp bao thuốc lá có sử dụng màng kính bọc bên ngoài. Tem điện tử phải được dán vào bao thuốc lá trước khi bọc màng đóng kính. Tem được dán tại vị trí đảm bảo nguyên tắc khi mở bao tem sẽ rách. Doanh nghiệp có giấy phép sản xuất thuốc lá trong nước phải thực hiện dán tem điện tử đúng quy định cho sản phẩm thuốc lá sản xuất tại địa điểm sản xuất sau khi sản phẩm thuốc lá được đóng thành bao thuốc lá và trước khi đưa sản phẩm đi tiêu thụ trong nước. Đối với thuốc lá nhập khẩu, doanh nghiệp tổ chức nhập khẩu thuốc lá đảm bảo việc dán tem đúng quy định cho sản phẩm tại cơ sở sản xuất ở nước ngoài trước khi nhập khẩu vào thị trường Việt Nam để tiêu thụ. Với rượu, Bộ Tài chính cũng yêu cầu phải được đóng thành chai. Mỗi chai phải được dán một con tem, trường hợp chai rượu có sử dụng màng bóng kính bọc bên ngoài, tem phải được dán vào chai trước khi được đóng màng bóng kính.
Đối với rượu sản xuất trong nước, tổ chức cá nhân có giấy phép sản xuất rượu để tiêu thụ trong nước phải thực hiện dán tem điện tử đúng quy định cho sản phẩm rượu sản xuất tại địa điểm sản xuất sau khi rượu được đóng chai và trước khi đưa sản phẩm rượu đi tiêu thụ trong nước. Với sản xuất ở nước ngoài, doanh nghiệp tổ chức nhập khẩu rượu đóng chai có nhu cầu dán tem tại cơ sở sản xuất ở nước ngoài phải đảm bảo việc dán tem nhập khẩu cho sản phẩm nhập khẩu đúng quy định trước khi nhập khẩu vào thị trường Việt Nam để tiêu thụ. Kính thưa quý vị vừa xem xong bản tin doanh nghiệp và hội nhập của truyền hình báo Pháp luật Việt Nam được phát trên truyền hình pháp luật trực tuyến tại địa chỉ www.tvpháp luật.vn. Truyền hình pháp luật sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những thông tin của chuyên mục trong các kỳ phát sóng tiếp theo. Mọi ý kiến thắc mắc liên hệ với bản tin doanh nghiệp và hội nhập, quý vị vui lòng gửi về 200C Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gọi cho số điện thoại chuyên mục 090-9194-000. Ngoài ra quý vị có thể gửi thông tin về email info@truyenhinhpháp luật@gmail.com. Bản tin doanh nghiệp và hội nhập do Tập đoàn Đầu tư Thành Tựu phối hợp với truyền hình báo Pháp luật Việt Nam thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.